Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái đồ án về đọc nhiệt độ của hai con cảm biến. Là đầu tiên là trên tay mình đang cầm là con DS18B20. Cái con cảm biến thứ hai á là con DHT11. Nó đọc hai con này về. Thì thật ra thì cái này cũng không phải là một cái đồ án các bạn, tại vì thường thường đồ án nó sẽ không có làm như thế này. Mà ở đây mình làm cho các bạn biết là gì? Để khi mà mình lựa chọn một cái con cảm biến cho một cái đề tài của mình á, là các bạn nên chọn cái con cảm biến nào để phù hợp với cái đề tài của mình. Ví dụ như cái đề tài của các bạn là cần đọc nhiệt độ và cái độ chính xác nó cao, thì lúc này các bạn dùng con này các bạn đọc. Và cái môi trường các bạn đọc là ví dụ môi trường nước gì đó thì các bạn dùng con này. Nhưng mà nhiệt độ, ví dụ như các bạn cần đọc nhiệt độ với nhiệt độ phòng hay là chỉ là nhiệt độ đơn thuần và có kèm theo độ ẩm thì các bạn nên dùng con này. Nó sẽ rất là tiện trong cái việc mà mình các bạn dùng nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi nói trước các cái thông số kỹ thuật trước. Mình rút cái con này ra đi các bạn. Là mình nói trước các thông số kỹ thuật nha. Đầu tiên trên tay mình đang cầm là con DS18B20. Cái loại này các bạn đi mua ngoài thị trường thì cái loại dây nó có 3 loại nha các bạn. Cái loại thứ hai á thì nó loại giống như con chai to này. Người ta mua, người ta hỏi mình mua giống cái loại chai to này hay là sao, thì mình cứ kêu nó lấy giống con chai to này, thì cái này là loại thứ hai. Nó còn cái loại thứ ba nữa là cái loại giống như thế này các bạn. Loại như thế này. Cái loại này á thì các bạn nó có 8 chân. Và lúc này người ta chỉ sử dụng có 3 chân thôi. Và 5 chân còn lại các bạn thấy chữ No Connect, tức là chữ NC á, là không kết nối gì hết. Mình mới đặt câu hỏi là tại sao người ta lại chế tạo những cái loại như vậy. Thì nếu như các bạn gắn lên bo, các bạn gắn lên bo và các bạn muốn đo cảm biến, ví dụ như là các bạn có một cái CPU, các bạn muốn đo cảm biến của cái vùng CPU đó, thì các bạn dùng cái loại này là tiện nhất. Đấy. Còn nếu như các bạn dùng cái ở trong môi trường nước, môi trường ẩm ướt và nhiệt độ môi trường thì nó cũng được, thì các bạn dùng loại này thì nó không có bị gỉ. Nó có cái lớp này chống gỉ và nó rất là thuận tiện trong việc dùng môi trường nước hay là dùng những cái nhiệt độ không ổn định. Còn cái loại như thế này các bạn, nó ha được sử gắn, nó gắn lên các cái miếng tản nhiệt nhôm á. Mình thấy nhiều nhất là trên mấy miếng tản nhiệt nhôm. Nếu như các bạn nào mua cái âm ly mà nó có cái kiểu như là cái cảm biến khi mà nó quá nhiệt nó tự ngắt á, có cái chế độ tự động khi mà nó quá nó ngắt á, thì các bạn sẽ dò các bạn sẽ thấy được cái con này nó gắn lên trên cái miếng tản nhiệt nhôm đó, để nó đo thử là cái mấy cái con sò của mình nó có nằm trong cái nhiệt độ ổn định hay không. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái con DHT11 này. Con DHT11, à mình nói lại đi, thêm cái này đi các bạn ha, mình nói thêm về con này một xíu. Mình nói quấy rồi, cái con này thì sai số của nó là 1 độ C. À mình nói nhầm, xin lỗi các bạn ha. Ở đây là cái sai số của nó là 0.5 độ C nha. Và cái độ phân giải của nó là từ 9 bit cho tới 12 bit, nó rất là mịn. Các bạn dùng 12 bit là nó rất là mịn luôn. Ở đây thì nó đọc về cho mình là chuẩn 1 giây, các bạn lưu ý là đọc về chuẩn 1 giây nha. Nó có 3 giây này và nó lấy cái dây giữa về nó đọc về chuẩn 1 giây. Rồi mình sẽ nói qua cái con DHT11 này. Con DHT11 này á thì cái nhiệt độ và độ nó đọc vừa có nhiệt độ vừa có độ ẩm. Nhưng mà cái sai số của nó khá là lớn. Thì nhiệt độ của nó là nằm trong khoảng là từ 0 cho tới 50 độ C thôi, 0 đến 50 độ C nha. Và độ ẩm thì từ 0 cho tới 80%. Và sai số thì độ C thì sai số là 2 độ C, độ ẩm là sai số 5%. Nếu mà các bạn đọc nhiệt độ môi trường thì sai số này cho phép được. Nhưng mà nếu mà các bạn đọc nhiệt độ mà các cái nhiệt độ cần chuẩn á, ví dụ như là trong một cái lò ấp trứng này kia, thì các bạn không có nên dùng con này. Tại vì nó sẽ dẫn đến sai số rất là lớn và mình sẽ không có làm được cái chuyện đó. Và nếu như các bạn nào mà cũng muốn dùng con DHT này nhưng mà muốn với cái độ mịn hơn thì các bạn có thể dùng DHT22. DHT22 thì cái độ mịn và độ chính xác nó cao hơn. Ở đây mình sẽ có một cái màn hình LCD 16x2 để hiển thị hai giá trị nhiệt độ và độ ẩm của con này lên. 16x2 có nghĩa là gì? 16 cột và 2 hàng nha các bạn. Ở dưới này mình dùng con bit 16F87BA. Các bạn cũng có thể dùng 887. Hai con này không có gì khác nhau hết. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi cắm điện cho nó. Cái này chỉ đơn giản là vậy thôi. Ở đây mình dùng nguồn 5V. Các bạn phải lưu ý cái chỗ nguồn nha các bạn. Những cái con này thì nguồn nó không có nhiều, nhưng mà các bạn phải đảm bảo là nó sẽ đủ nguồn. Nhiều bạn làm cái mạch nào, làm một cái mạch nguồn nó chỉ có 0.5 hay là 0.2 ampe thôi, thì các bạn đọc cái con này tự nhiên nó sẽ bị sai, là do dòng nó không có đủ. Các bạn phải lưu ý như vậy. Rồi bây giờ bắt đầu sẽ cắm nguồn vô là thế này. Thì lúc này các bạn thấy nhiệt độ LM35 á là ấy, cái nhiệt độ này của DS nha, do mình quên sửa cái tên này, các bạn thông cảm. Nhiệt độ này là của DS18B20 nên mình nói cho các bạn nhớ nha, tại vì mình đang dùng con DS chứ không phải là con LM35.
thì nó là 31 này. Thì cái con này nó nằm khá là chính xác nè. Rồi tiếp theo á, thì nhiệt độ dưới và độ ẩm là của con DHT11. Con DHT11 này là 31. Nói chung là cái hai cái này đối với nhiệt độ môi trường thì nó không có gì sai số hết. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng một cái, trong một cái nhiệt độ nào đó, một cái nhiệt độ nhất định đó, thì nó sẽ không có làm được. Ví dụ như con này bị mình đốt nha, thì các bạn thấy nó tăng nè, các bạn thấy nó tăng đúng không? Và nó tăng một cái chế độ rất là từ từ, nó không có như con LM35 mà nó tăng vọt liền, nó tăng rất là chậm. Cái video làm về cảm biến LM35 là mình làm rồi nha, mình so sánh con này với con LM35 cho các bạn xem rồi. Rồi thì cái video này nó sẽ có bấy nhiêu thôi các bạn. Nếu như bạn nào có muốn làm đồ án á, thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mọi thông tin mình để hết dưới phần mô tả của video cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, chào các bạn.